anh em. Đây mình sẽ review cho anh em xem đá hoa. Đây. Rất là nhiều đá hoa. Rất là nặng. Tay mình chưa nhấc được. Rất là nặng. Đá hoa anh em ạ. Đá hoa này chắc là nó có xi măng anh em ạ, cho nên là nặng phải trưởng luôn. Đây không có bền được anh em. Nhà anh em nào kiểu nhà ấy cũng lát được gạch đá hoa đúng không? Thoải mái luôn. Còn cái đá hoa này nặng lắm, mình nhấc không có nhấc được, nặng trịch luôn. Đá hoa dày. Hoa này mua thì chắc là nó khá là đắt đấy. Ok. Thank you.